tính đến thời điểm hiện tại. Và đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với chiều dài tổng cộng là 105,6 km. Đó. À, và nhà mình từ đây chúng ta đi hết đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng này là chúng ta sẽ đi qua một cây cầu được gọi là cây cầu Bạch Đằng. Và chúng ta qua cái cầu Bạch Đằng này sẽ đến với địa phận của Quảng Ninh. Và hiện nay trong năm 2022 trở lại đây thì bắt đầu làm xong con đường cao tốc nối liền từ Hải Phòng, nối liền Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái. Nếu như ngày xưa các chị nhà mình mà đến với thành phố Móng Cái á, đến với địa phận đó chính là thành phố Móng Cái thuộc Quảng Ninh thì nhà mình sẽ phải đi đâu đó là khoảng 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng đồng hồ đi theo cái trục đường quốc lộ 18 cũ. Nhưng mà bây giờ nhà mình sẽ đi toàn bộ cái đường cao tốc, nhà mình cứ đi thẳng cái đường cao tốc này đến kịch đường là nhà mình sẽ đến với thành phố Móng Cái với chiều dài từ Hải Phòng đến Móng Cái kéo dài thêm 175 km nữa. Và từ Hà Nội của chúng ta đi đến với thành phố Móng Cái nó sẽ có chiều dài tổng cộng là 305 km. Đã. À, và nhà mình đến với cái vùng đất Hải Dương nơi có những cái bánh có đặc sản là bánh đậu xanh, đúng không ạ? Thì thông thường nhà mình hay được nghe câu là bánh đậu xanh, ước mơ của người Hải Dương có một cái ước mơ rất là lớn, đó chính là bánh đậu xanh to bằng cục gạch. Dạ vâng, đây cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị và nó hy hữu từ những thời kháng chiến chống thực dân Mỹ. À, bởi vì là ngày xưa những cái khu vực bến xe cũ của tỉnh Hải Dương này thì có rất là nhiều các cô chú bán hàng rong tại nơi đây. Thì các cô chú bán hàng rong tại khu vực bến xe cũ của Hải Dương ấy, không phải là người nào cũng sẽ bán với cái tình trạng là bán dối gian với khách hàng, nhưng mà sẽ có một số người các cô chú bán hàng rong ấy, là sẽ đợi cho những cái xe tuyến xe buýt đấy chuẩn bị di chuyển thì các cô chú mới bắt đầu là gõ những cái cửa kính ngày xưa ấy ạ. Những cái xe ca ngày xưa là mở được cửa kính mà, cho nên là gõ những cái xe ca đó để mời những cái món bánh đậu xanh. Và khi mà người khách du lịch có thưởng thức cái món bánh đậu xanh này và thấy ngon thì người ta sẽ mua, thông thường người ta sẽ mua rất là nhiều, mua khoảng 10 cái, 20 cái. Và khi mà khách, những vị khách người ta mua bánh đậu xanh và xách cái túi này lên thì thấy cái túi này nó nặng hơn so với bình thường. Cho nên là khi bắt đầu xe nó lăn bánh mất rồi là các cô chú có phát hiện ra, những vị khách này có phát hiện ra là bên trong có đâu đó là có 2-3 cái bọc bánh đậu xanh là ở bên trong có bọc đất. Đấy, có bọc đất nó sẽ giống như cái hình thù của viên gạch. Cho nên là cũng có một cái câu ví von rằng là ước mơ lớn nhất của người Hải Dương là bánh đậu xanh to bằng cục gạch thì nó là như vậy mà ra, đúng không ạ? Còn bây giờ những cái khu vực bến xe cũ này sẽ cũng có những cái tình trạng như vậy nữa. Và đó cũng là một số những cái câu chuyện mà từ ngày xưa họ truyền tai nhau lại như vậy thôi. Và khi chúng ta đi hết cái địa phận của Hải Dương thì chúng ta sẽ đến với địa phận của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đó chính là chúng ta sẽ đến với Hải Phòng. Ở Hải Phòng thì sẽ có rất là nhiều những cái địa điểm du lịch. Và một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng mà nhà mình thông thường hay đi và chắc hẳn là các anh chị nhà mình cũng đã từng đi rồi, đó chính là khu vực là quần đảo Cát Bà. Hoặc là nhà mình có thể đi du lịch ở Đồ Sơn. Đó là đều nằm trong những cái quần thể của Hải Phòng. Và nếu như mà nhà mình đi những cái chương trình như là Food Tour Hải Phòng thì nhà mình sẽ được trải nghiệm qua những cái món đặc sản nơi đây. Và ngoài ra ở Hải Phòng có một cái món ăn vặt rất là hay, đó chính là món bánh mì que. Đó, như các anh chị nhà mình mà ngày hôm sau về chúng ta muốn thưởng thức cái món bánh mì que Hải Phòng thì nhà mình đến với địa phận Hải Dương, cái điểm dừng chân vừa đấy cũng có bán bánh mì que cho nhà mình để nhà mình thưởng thức. Đây là một trong những cái đặc điểm khá là thú vị và khá là hot tại nơi đây. Và chúng ta chuẩn bị là chút nữa là chúng ta sẽ đi qua một cây cầu và chúng ta sẽ đi qua một cái phà, một cái cảng. Cái cảng này được Việt Nam ví là cái cảng lớn nhất của Việt Nam. Và đây là cái cảng quốc tế lớn nhất Việt Nam để tiếp nhận những cái hàng hóa qua đường biển từ nước ngoài về Việt Nam nhiều nhất. Đó chính là cảng gì nhà mình biết không ạ? Không, cảng gì ạ? Cảng tàu là chắc chắn rồi. Cảng này được mang tên là túi ạ, túi thần kỳ. À, túi thần kỳ. Anh ơi,
chủ nhật nhà mình sẽ được đi lên một cái cây cầu, thì cây cầu này được mang tên là cây cầu Bạch Đằng. Nó sẽ gắn liền với ba cái trận chiến lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng. Không biết là các anh chị nhà mình có ai nhớ được những cái mốc lịch sử của ba trận chiến này không ạ? Trận chiến đầu tiên là trận chiến năm 938, khi mà Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng. Trận chiến thứ hai là trận chiến năm 981, khi mà vua Lê Hoàn đại phá là quân Nguyên Mông. Và trận chiến thứ ba là trận chiến năm 1288, cũng là trận chiến lớn nhất được lịch sử thế giới ghi nhận lại, là trận chiến năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Tống trên dòng sông Bạch Đằng. Và đây và trong cái lịch sử của thế giới thì được Hoàng gia Anh đã công nhận là trong thế giới sẽ có 10 vị tướng tài ba nhất trên thế giới, thì riêng Việt Nam mình là có 2 vị tướng nằm trong top 10 vị tướng tài ba đó. Thì nhà mình biết là những vị tướng đó là ai không ạ? Vị tướng đầu tiên ạ, dạ đúng rồi, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và vị tướng thứ hai ạ, dạ cánh tay phải của bác là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và hiện nay là khi bác Giáp mất thì được người nhà đã xin nhà nước là đưa thi hài của bác về đến với quê của bác là ở Quảng Bình, là nằm ngay dưới chân đèo Ngang, và địa điểm cụ thể đó chính là Vũng Chùa Đảo Yến. Nếu như nhà mình mà đi Quảng Bình, nhà mình đi bằng phương tiện ô tô, nhà mình chỉ cần qua cái hầm đèo Ngang là nhà mình sẽ đến với khu vực Vũng Chùa Đảo Yến, nơi đây lưu giữ thi hài của bác Giáp tại nơi đây. Vâng, và đây là một trong những cái rất là tự hào của người dân Việt Nam, khi mà Việt Nam, cái đất nước của Việt Nam nó cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà cả thế giới của chúng ta có 10 vị tướng tài ba, thì Việt Nam mình là nằm có 2 vị tướng nằm trong top 10 rồi. Đây là một trong những cái rất là tự hào của Việt Nam ta. Và chút nữa nhà mình sẽ lên cây cầu Bạch Đằng này, thì nhà mình sẽ để ý được cái kiến trúc của cây cầu Bạch Đằng này. Cái cầu Bạch Đằng này nó có kết cấu là sẽ có ba cái trụ cột chính, nó hình chữ H, và ba cái trụ cột chính hình chữ H này nó cũng sẽ nói lên biểu tượng của ba nền kinh tế của ba tỉnh thành phố khác nhau và ba nền kinh tế phát triển mạnh, đó chính là sẽ gắn liền với Hà Nội, gắn liền với Hải Phòng và gắn liền với thành phố Hạ Long. Và chút nữa nhà mình sẽ có thể lên trên này để nhà mình có thể nhìn toàn bộ những cái quang cảnh của cái cảng biển Hải Phòng. Cái cảng biển Hải Phòng được mang tên là cái cảng Đình Vũ. Và trước năm 2020 thì cái cảng Đình Vũ là cảng tiếp nhận hàng hóa lớn nhất của Việt Nam ta. Và sau năm 2020 và sau cái đợt dịch Covid-19 vừa rồi ấy, thì tính đến năm 2022 trở lại là cái cảng Đình Vũ này chuyển thành cảng đóng tàu sắt lớn nhất của Việt Nam ta trong thời điểm hiện tại. Và chút nữa nhà mình lên nhà mình có thể nhìn được toàn bộ những quang cảnh nơi đây ha. Và khi chúng ta đi qua cái cầu Bạch Đằng này là nhà mình sẽ đến với địa phận của Quảng Ninh. Và ở Quảng Ninh thì trong năm 2024 này có rất là nhiều những cái dịch vụ, và đặc biệt là những cái địa điểm mà chúng ta lưu trú trong quá trình là 3 ngày 2 đêm trở lại đây, thì sẽ có rất là nhiều những cái dịch vụ thú vị. Nhà mình cho em Thành hỏi một chút là từ đầu năm đến bây giờ các anh chị nhà mình, có anh chị nào nhà mình đã từng đi Hạ Long rồi không ạ? Từ đầu năm đến bây giờ